xin chào anh em nhé. Lúc nãy mình có đăng lên trên nhóm ý, cái lệnh mình có win ý, thì mình đã bảo là mai có thể mình recap cho anh em lại cái lệnh đó. Nhưng mà mai ý, mình có công chuyện, mình bận ngày mai ý, thì sợ là không ngồi được máy, không làm được cho anh em trong 2 ngày cuối tuần ý. Mình phải đi công chuyện thì có thể là mình làm luôn cho anh em cái lệnh recap để anh em xem cuối tuần anh em nhá. Thì sau cả những cái chuỗi ngày gọi là từ đầu tuần đến giờ mình miss lệnh thì hôm tối nay tối thứ sáu thì lại có một chút thành quả thì chia sẻ với anh em được chưa anh em. Ok, thế thì hôm nay trước khi vào phiên ý, thì mình có nhận định cho anh em trong cái buổi live stream ý, mình bảo là cái con EU này này đúng không, giá lúc này nó đang xu hướng tăng này đúng không, nó có nhịp pullback về, nó lấy instrument, nó có phần cái hai mới ở đây. Ok, thế thì nó đang ở tap vào cái vùng POI chỗ này này đây anh em. Ok, và hôm nay á, mình có nhận định cái xu hướng, cái plan trước khi vào phiên giao dịch ý, mình bảo là nếu giá có thể đóng nến qua một cái vùng này, hai là cái vùng gọi là major low của M15 này này, đóng nến qua anh em nhá, không phải quét dâu qua ấy, thì đóng nến qua này thì khả năng nhá, giá đảo chiều nó chốc ấy, đó chốc giảm về xuống bên dưới khá là cao. Còn trường hợp nhá, em để ý này, trường hợp mình cũng nói cái plan thứ hai ấy là giá có thể về nó sweep thanh khoản rồi đi lên tiếp theo cái chiều pro trend nên là thực hiện BOS, hoặc nó cũng có thể về đến cái đáy major low này, nó sweep thanh khoản, tại vì cái đáy major low này nó chính là cái đáy phiên á mà, nó có hiện tượng sweep quét dầu qua thanh khoản và có thể đi lên tiếp, thì một trong hai plan này mình có thể theo đúng không. Ok, và mình bảo cái phiên London lúc chiều có thể là mình canh những cái lệnh sell về đúng không. Ok, tại vì bên dưới đây nó hết cái vùng order block rồi, không còn vùng nào nữa, nó bị mitigate hết rồi em nhá. Còn mình sẽ theo cái plan, nếu mà giá nó về những cái phòng một trong hai vùng này nó phản ứng thì mình sẽ mua lên, còn bây giờ mình sẽ ưu tiên những cái lệnh sell mình sau về đúng không, nếu mà phiên London chưa nhá. Ok, thì bây giờ mình sẽ cho nến chạy anh em nhá. Ok này, 14:15 này. Ok, giá đã đóng nến qua đúng không, giá đóng nến qua rồi thì mình tìm cái lệnh điểm sell mình bán xuống, và đây cái low của nó, cái major low của M15 đây, xem còn được không, và hiện tượng là gì. Ok, anh em thấy hiện tượng gì không, giá sweep cái đáy này em nhá, thì lúc này có thể xuống M1 canh cái mô hình chốc đảo chiều mà mình có hướng dẫn anh em trong khóa học đấy đúng không, và anh có thể mua lên được chưa anh em. Bây giờ mình xuống M1 xem nhá. Ok anh em này, rồi thì cái chốc của mình hiện tại nó đang ở đâu, nó phải là ở đây, chốc ở đây nhá. Rồi xem mẫu hình giá chạy như nào, rồi giá chốc nhá, thì lúc này giá chốc thì cái instrument của mình lúc này đang ở đâu. Ok, bây giờ mình phải đợi giá biểu instrument, tại vì cái instrument của mình lúc này đang trồng cái major low này cho anh em. Rồi ok, và lúc này instrument nó chuyển dịch lên tới đây em nhá. Ok, và mình sẽ đợi giá quay về lấy cái instrument này được chưa anh em, và có thể cái vùng OB mình chờ phản ứng ở bên dưới được chưa anh em. Ok rồi, và cái order block có thể mình chờ là một cái vùng này đó. Rồi em xem bằng giá như nào nhá, là lấy instrument này ok chưa. Thế thì phân tích qua cấu trúc M1 một chút nhá, chỗ này nó BOS xuống đúng không. Ok, thì trên đây là cái hai của M1 này chưa, bên dưới cái low, và cấu trúc M1 vẫn đang là cấu trúc giảm
em nhá, giá của hiện tượng về đây nó, nếu mà ở đây nó tính là inducement thì cũng không phải, tại vì giá đã sweep cái major low của M15 rồi anh em nhá, thì chỗ này mình sẽ tính là chốc, được chưa anh em? Và giá vẫn có thể nhá lên tới đây, gặp khối auto block bên trên này này, để đi xuống phá qua cái major low này, đúng không? Ok, nhưng bây giờ mình thấy xác suất đảo chiều cao hơn là xuống buy theo pro trend, vì giá sweep major high à major low của M15 rồi, thì mình có thể xuống mình canh buy lên theo chiều pro trend, được chưa anh em? Ok. Đó, anh em nhá. Và lúc đó mình có thể vào một lệnh này ngay sau khi giả lệnh instrument này. Đây. Mình limit một lệnh ở đây. Em nhá. Và target lên tới đâu? Có thể nhá. Mình như bình thường mình target thì mình bình thường mình target thì mình target 3R. Nhưng mà anh em thể target maximum là lên cái major 2 này. Được chưa anh em? 27R. Còn đâu như bình thường mình sẽ target 3R thôi. Em nhá. Ok. Em xem phần giá như nào nhá. Và sau đó là gì? Giá nó phá thẳng lên. Nó phá qua major 2 bên trên này này. Được chưa anh em? Và nó không quay về, nó mitigate cái lệnh này của mình nữa, thì cái lệnh này của mình bị miss. Được chưa anh em? Ok, miss lệnh. Miss phiên này. Ok, và quay lại M15. Mình xem giá phản ứng như nào. Giả dụ cái lệnh này nếu mà nó khớp thì có thể là mình cứ target thẳng lên tới đây được, đúng không? Còn lệnh này mid rồi thì thôi em nhá. Thì phiên Âu lúc chiều nó chạy một mạch lên như này. Ok anh em. Thì nó chạy như này thì mình cũng rất khó vào lệnh anh em ạ. Và mình cũng nhận định là nếu khi nó đã sweep được cái major low này của 15 rồi, mà xu hướng nó đang là xu hướng tăng này này này, nó đã lấy được inducement này rồi, lấy đủ thanh khoản đây rồi, thì khả năng nhá, nó theo cái, nó vẫn tăng tiếp theo cái chiều pro trend này, và target xa nhất maximum là đến cái major 2 của 15 lên trên đây, đúng anh em? Ok. Rồi thì bây giờ mình nhận định là nếu cái phiên London này nó kết thúc thì khả năng phiên New York nó cũng sẽ tăng, được chưa anh em? Và bắt đầu vào phiên New York này thì lúc này em để ý này, nếu mà xét cái mẫu hình ở đây thì ở đây nó chính là cái chốc của internal, của trục internal M15 này, đúng chưa anh em? Rồi và sau khi nó chốc thì cái inducement của mình nó sẽ chuyển dịch ra đây. Rồi và bây giờ mình xem giá phản ứng như nào em nhá. Và lúc này cái inducement nó chuyển dịch lên từ đây rồi. Đây. Chỗ này á mình phải back lại một chút, tại vì anh em để ý này, cái cây nến này. Cây nến này nó quét thanh khoản, nó rút dâu cho anh em. Có đó, ok, thì sau khi nó rút dâu ấy thì nó confirm cái high của cấu trúc internal ở đây, mà cái low của cấu trúc nó đang ở dưới đây, đúng không anh em? Thì lúc này mình sẽ chuyển xuống M1. Mình xem phản ứng nhá. Anh em để ý này, mình phân tích qua cấu trúc M1 cho anh em xem này. Thì M1 lúc này cái xu hướng cái chỗ này nó đang xuống tăng, đúng không? Thì chỗ này nó chốc đảo chiều này, từ giảm thành tăng này, đúng không? Và sau khi nó chốc thì nó lấy được cái inducement chỗ này. Ok. Và sau khi nó lấy inducement thì loại BUS bên lên. Ok, được chưa anh em? Và em để ý này, chỗ này sau khi nó BUS thì cái inducement M1 nó đang ở đây, nó tạo inducement mới. Và nó có nhịp là gì? Nó về đây, pull back về, đúng không? Nó lấy được inducement, nó confirm cái 2 mới ở đây, đúng không? Và sau đó đi lên. Nhưng anh em để ý nhá, cái nhịp điều chỉnh này nó lên tới đây, nó sweep cái đỉnh này, nó chưa đóng nến qua nhá. Ok anh em. Thì sau khi giá lấy được inducement này, đúng anh em, thì ở đây nó về đây nó chạm một cái vùng gọi là vùng order flow này. Đó, anh em thấy vùng này nó chạm vùng này, nó phản ứng lên luôn. Nhưng mà lên tới đây đỉnh, cái đỉnh major 2 của M1 này, nó sweep, nó chưa đóng nến qua anh em nhá. Và bên dưới đây nó có một vùng gọi là vùng order block chưa mitigate anh em nhá.
Ok, và đối với cái mô hình này thì giá đã BOS và Bill Investment thì mình đợi CA tại cái order block này thôi, đúng không anh em? Ok, thì bây giờ mình xem giá phản ứng như nào. Đó, giá sweep nhá. Ok này, thì ở cái mô hình này mình có thể vào được một cái lệnh tiếp theo. Đây. Đúng không? Đó, một lệnh ở đây. L là bên dưới. TB lên trên. Em đến là quay lại M15 một chút. Thì lúc nãy em đến là cái xu hướng của thằng M15 này nó đang là xu hướng giảm của chút pullback đúng không? Thì giá lên tới đây này, nó chạm cái vùng này là cái vùng order flow của cấu trúc internal M15 này. Và ở đây là vùng order block này. Em nào. Đó, giá chạm chưa? Ok. Thế thì sau khi nó chạm vùng order block, mình xóa vùng order flow đi, xuống M1 mình xem. Thì trong cái order, cái vùng POI này nó có cái gì? Đây là ở đây có một cái vùng order block của một chút mitigate chỗ này nữa này. Ok, mình có thể xem phần giá ở đây. Đúng không? Đó, và một vùng ở đây nữa này. Nó về đây nó có phản ứng luôn này. Như cái vùng này mình thì không đẹp lắm vì nó là inside. Đây, về lên phản ứng luôn này. Đó. Hai vùng này. Giá nó chạm đây và nó lại đi xuống. Thì mình có thể vào một lệnh ở đây. Được chưa anh em? Ok, anh em xem phần giá như nào nhé. Đó. Ok. Giá khớp anh em nhé. Giá khớp. Đây. Và anh em xem phản ứng giá như nào nhá. Cái maximum mình target ý, thì có thể mình target lên tới được cái order block bên trên này. Anh em nhá. Đấy. Hoặc là mình target 3R thôi. Đúng không? Ok, nhưng mà mình có thể target lên được cái order block bên trên này. Được chưa anh em? Và có thể lên tới cái đỉnh này mình quản lý lệnh này. Đấy, cái investment này. Được chưa anh em? Ok. Em xem phản ứng giá như nào nhá. Đó, giá TB rất là nhanh anh em ạ. Đó anh em nhé. Ok. Thì anh em có thể target xa hơn là target thẳng lên cái major 2 của 15 này. Ở bên trên hẳn bên trên đây em nhé. Và kết quả mình để bên góc này. Được chưa anh em? Ok. Rồi. Cái major 2 của M15 ở trên đây này. Đó, anh em có thể target lên một tí. À, anh em có thể target size lên tới đây vì ở đây nó sẽ là cấu trúc Pro em nhé. Còn những cái lệnh, những cái mà xu hướng giảm này bây giờ nó là counter rồi thì Pro mình thì gồng thoải mái mà anh em, đúng không? Ok, rồi. Thì đấy là cái lệnh cuối tuần mà mình đã vào. Được chưa anh em? Rồi. Thế thì cuối tuần cũng chúc anh em một cái tuần vui vẻ nhá. Và mình cũng sau khi TP cái lệnh này mình cũng nghỉ luôn. Anh em nhá. Ok, chào anh em nhá.